Chúng ta sẽ bước qua chủ đề thứ hai về tiếp cận chẩn đoán múi giáp nhân. Tôi nói tiếp cận chẩn đoán thôi, còn về phần điều trị tôi sẽ nói rất là ngắn gọn, thì nó không phải là cái chuyên đề của tôi ngày hôm nay, cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn phần chuyên đề, phần chuyên đề tiếp cận. Khi các chị thấy một múi giáp nhân đến, các chị sẽ làm gì để được sót chẩn đoán, là khi nào các chị làm ép ngay, khi nào không làm, và khi mà ép phải có kết quả rồi các chị sẽ xử lý như thế nào? Đó là cái phần ngày hôm nay tôi chuyển đạt cho anh chị. Về nhân giá thì nhân giá thì cái tỷ lệ nhân giá rất là nhiều. Nhân giá là để chỉ sự tăng tinh lành tính trong vỏ bọc của cái nhân giá này. Và thực nữ thì chị thấy là có thể sử dụng ô viên giá như là Aroma hoặc là nhân giá của ô viên, thì có thể các chị tập các đại biểu có thể được sử dụng bằng những cái thực nữ này. Và các chị thấy đây nhân giá đó. Nhân giá thì có thể là có một nhân hoặc là hai nhân hoặc là nhiều nhân trên hai đường tuyến giáp, và nhân này có thể sờ trên lâm sàng nếu như nó lớn hơn 1 cm, có thể không sờ trên lâm sàng nếu nó nhỏ hơn 1 cm. Lúc đó anh chị sẽ phải nhờ bằng những cái xét nghiệm chẩn đoán lành mạnh như là siêu âm hoặc là CT hoặc MRI vân vân, và nhân này có thể lành tính hoặc là ác tính, và có thể biểu hiện là cường giáp, bình giáp hoặc là suy giáp, đúng không ạ? Đó, một cái nhân giá thôi mà các chị thấy rất là nhiều chuyện như vậy. Và cái tần suất mà múi giáp nhân sờ được trong cộng đồng nhân số chung là khoảng 3-7%, và đa số hơn một nửa trường hợp là được phát hiện bằng siêu âm. Đến 70% bệnh múi giáp nhân không sờ thấy, những trường hợp đó có thể là bệnh nhân tử vong. Đó là bệnh nhân tử vong rồi mổ tự thiết ra thì thấy có nhân giá. Và đa số nhân giá là lành tính, ác tính chỉ có 5%, cũng là may mắn, và đa số là lành tính. Về nhân có tính chất nhân có thể là nhân đại chiếm 60%, hoặc là nam giá, hoặc là hỗn hợp. Và người ta các cái nghiên cứu cho thấy là múi giáp nhân gia tăng theo tuổi, và đặc biệt là những vùng thiếu lớp thì tỷ lệ nhân giá gia tăng rất cao, và thường là ở nữ nhiều hơn nam. Nhưng nam nhưng mà nhân giá mà xuất hiện ở nam giới thì tỷ lệ ác tính nhiều hơn ở nữ. Thì các anh chị ngồi đây, mình nữ thì có hay có nhân giá đó, nhưng mà nhân giá của nữ thì đa số là tính, nhưng mà nam mà có nhân giá thì coi chừng thì cái cảm giác nó tuổi đối với nam. Và cái thống kê ở Hoa Kỳ, nhân giá chiếm 47% trong số người lớn, và mỗi năm có khoảng 17 ca ung thư giáp mới được phát hiện và tử vong vào khoảng 1.000 ca mỗi năm. Đây là nghiên cứu của tác giả Bassidi năm 1988, thì ghi nhận tần suất ung thư ở những bệnh nhân mà có múi giáp đa nhân chiếm đến 7.5%, trong đó nhân độc giáp chiếm 2.5%. Và các anh chị biết là các anh chị nhiều những trường hợp mà cường giáp đến các anh chị, thì các anh chị sẽ chẩn đoán xem cái cường giáp này nguyên nhân gì, có thể là baso và bệnh tự miễn chiếm khoảng 75-80%, còn lại có thể cường giáp do viêm giáp, do múi giáp đa nhân hoặc là nhân độc giáp. Thì nhân độc giáp này nó là một cái nhân thôi, nhưng mà nó tự động tính và tỷ lệ thương vào khoảng 2-5%. Như vậy các anh chị thấy nếu mà nhân cường giáp đến các anh chị có cái nhân giáp thì cũng không loại trừ đúng không ạ? Các chị phải tìm, các chị coi cái siêu âm tuyến giáp, các chị coi những cái tính chất nhân trên ung thư trên siêu âm như thế nào để các chị loại trừ ung thư giáp hay là nghĩ đến lành tính. Thì đây là tần suất ung thư giáp ha. Các cái nghiên cứu cho thấy là một cái nghiên cứu ở Ý là trên tổ mẫu là hơn 5.000 bệnh nhân và nhân giáp là trên 6.000, tức là mỗi người có nhân hai nhân đó. Và ghi nhận tần suất ung thư giáp chiếm 46%, trong đó cái nhân mà lớn hơn 1 cm thì có vẻ như tỷ lệ ung thư nó nhiều hơn là nhân nhỏ hơn 1 cm. Tuy nhiên nhân nhỏ hơn 1 cm, ví dụ như 2 ly, 3 ly, 4 ly, vẫn có thể là ung thư giáp và chiếm tỷ lệ vào khoảng 3%. Và các chị thấy nhân đặc thì chiếm tỷ lệ ung thư giáp nhiều hơn là so với nam giáp, và nam giáp vào khoảng 0.3%. Tuy nhiên tôi đọc những cái tài liệu về tử thuyết á, trên những bệnh nhân tử vong rồi, người ta xin thấy người ta trên cái tử thi đó mà ghi nhận thì ung thư giáp trên cái nam giáp có khả năng chiếm từ 3-25%. Thật ra trong cái nam giáp cũng không loại trừ được. Thì các chị sẽ nhìn thấy một giáp có một cái slide để các chị xem cái chỉ định khi nào thì làm ép tay. Các chị thấy là đây là cái nghiên cứu điều tra cũng gần đây thôi của một ở những bệnh nhân cường giáp tại New Zealand, với tổ mẫu vào khoảng 2.000 người
201 bệnh nhân thì cho thấy tỷ lệ mà bệnh nhân có giám giác mà bệnh Brown chiếm tới 84.6%, và tức là bệnh nhân Bardo vẫn có thể có giám giác. Nên thì các chị định nghĩa với Bardo là một tình trạng của giác to lan tỏa không dân, có thể có lưu mêu và thắng thể thắng rác tăng cao vân vân, tỷ lệ tê sắc bị ức chế thấp đường bằng không, FPL muốn tăng cao và bệnh nhân thường có rồi mắc có phù nghiêm trước sinh vậy. Các chị định nghĩa vậy, nhưng lỡ giác cao Bardo đó mà các chị siêu âm vẫn có giám giác thì cái nhân giác này là cũng có thể có ung thư nữa. Cho nên những trường hợp mà Bardo tôi cũng kể cho chị nghe trong thời gian lâm sàng, nhiều khi các chị điều trị theo cái pháp đồ vậy đáng lẽ nó bệnh giác, nhưng nó bệnh giác, nó bệnh giác tự nhiên sao nó cường giác ngoài không biết như thế nào. Các chị cho siêu âm thử phát hiện những cái nhân giác đó, và trên cái nhân giác đó các chị thấy nó có xuất hiện gợi ý tính chất gợi ý carcinoma, các chị phải làm test này. Các chị coi thì những trường hợp đó coi chừng đó là cái nguyên nhân gây cường giác mà không có tình được. Bốn giác nạn nhân chiếm 10.4% và dây độc giác chiếm 5%. Ở những cái vùng mà thiếu iốt á, ví dụ như là Bắc Mỹ, Iran, châu Âu thì bốn giác nạn nhân chiếm tới 50% các trường hợp cường giác. Các anh chị thấy, và tần suất ung thư ở bệnh nhân cường giác cũng có đó, đều khoảng 2.6-10% và tăng cao đặc biệt ở bệnh nhân cường giác địa phương. Về những trường hợp cường giác các anh chị đâu có đợi về ung thư giác, các anh chị điều trị ngoài phòng cường giác các anh chị phải đi tìm bệnh nhân coi có ung thư giác hay không. Và đây là cái slide để chỉ tải các anh chị về về nguyên nhân thì chưa rõ, có thể là do thiếu iốt, do viêm giác, do khuyến khắc bẩm sinh, có thể do kháng thể hoặc là sản xuất tê giác quá mức, hoặc là do xạ trị vùng đầu cổ, hoặc là cường giác suy giác do gen, hoặc là do tiền trong gia đình có bệnh lý tuyến giác. Và các hình thái về nhân giác thì có thể là lành tính, có thể là ác tính, có thể là các chị đọc thêm. Về bệnh sử thì các chị khi mà gặp một cái nhân giác, các chị phải hậu kỹ. Tôi thấy bao giờ khám bệnh chú trọng những về bệnh sử, tiền căn và cái thăm khám, cái đó quyết định cho cái chẩn đoán và cái hướng điều trị các chị. Những cái chuyện đó các chị đừng có lơ là, ví dụ như là các chị sẽ hỏi bệnh sử nhân giác này có bao lâu rồi, lớn ra có nhanh hay không, và các chị xem tiền căn gia đình có ung thư hay không, có tiền căn xạ trị vùng đầu cổ không, bệnh nhân mình có tiền căn xạ trị vùng đầu cổ hay không, và tính tích nhân có lớn nhanh hay không, và các chị sờ xem nhân mình nó chắc, nó cứng và nó có chính cái mô xung quanh hay không. Đó là những tính chất gợi ý ung thư. Và các chị xem nếu các chị sờ được cái lâm sàng thì chắc chắn là nhân ở trên 1 cm rồi. Còn nếu các chị sờ không được, tôi cũng phải đi cho siêu âm. Ví dụ như bản thân tôi siêu âm, tôi có hai cái nhân giác của tôi nó khoảng 3-4 ly thì nó không có tính chất gợi ý đặc biệt hết, thì người một định nguyên đó tôi không làm gì hết. Nhưng mà nếu cái nhân của tôi là 2-3 cm đó, 4-5 cm đó mà nó có vôi hóa, có tăng sinh mạch máu, có đường kính trước sau với hơn đường kính ngang, thì tôi phải làm cái bệnh này rồi, ví dụ vậy ha. Và các chị sẽ xem tiếp đặc tính nhân này là nó có một nhân hay nhiều nhân, nó là nhân đặc hay là nam hoặc là mix, và nó thể vừa nam vừa đặc rất là hỗn hợp. Và các chị xem cái chức năng nhân giác là nó là bình giác, cường giác hay là suy giác. Và các chị sẽ đánh giá là nhân lạnh hay nhân nóng, nếu cần thiết thì thường thường cái nhân lạnh thì cái tính chất ung thư nó nhiều hơn là nhân nóng. Và các chị làm xã hình ra là cho thấy nhân nóng thì các chị không cần làm F2, mà nếu các chị làm nhân lạnh thì các chị nên làm F2. Và cái yếu tố gợi ý ác tính tiềm ẩn đó, các chị có hỏi xem đây, bệnh nhân có tiền căn chiếm xạ trị vùng cổ, ví dụ như ung thư vòm hay ung thư vòm hầu hay là những ung thư vì trị vùng đầu cổ, mà bệnh nhân có tiền căn chiếm xạ rồi thì các chị phải lưu ý. Cái thứ hai là các chị hỏi về tiền căn gia đình có u tự tuyến giác hay không, hay là đa u tuyến nội tiết thứ hai không, hoặc là đã từng có người trong gia đình có u tự giác dạng nhú. Và các chị lưu ý lứa tuổi cực trẻ và cực già, lứa tuổi này là dưới 14 và trên 70 tuổi. Và cái những tiêu chuẩn này là tôi lấy theo AA năm 2016 mới vừa cập nhật đây đó, lứa tuổi dưới 14 tuổi hoặc là trên 70 tuổi, còn cái khoảng giữa này thì cũng ít hơn. Nói như mình khám một cái đứa bé 14-15 tuổi, 16 tuổi cũng được, mình thấy có một cái nhân giác là tôi đã lo rồi. Hoặc là cái người lớn hơn 70, người già đến tôi khám có cái nhân giác là tôi đã lo rồi, do siêu âm. Và tôi khám tôi tưởng là bệnh nhân có nhân giác thì nó có chắc, có cứng, có sông lớn xung quanh hay không, có lớn nhân không, có gây hàn lý không, và tiền trong gia đình có bệnh lý ung thư giác gì không. Và đặc biệt là phái nam tôi là càng lưu ý nữa, và nhân lớn nhân nữa, rồi nhân chắc cứng dính di động kém, và nếu sờ thấy hạch cổ thì coi chừng. Và gần đây bệnh nhân tham là nuốt khó thở và khàn giọng, thì đây là những cái tính chất gợi ý ác tính tiềm ẩn mà nhiều khi quý đồng nghiệp khám bệnh cũng hay bỏ qua, chỉ thấy sờ được cái nhân giác xong cho đi siêu âm rồi các chị bắt đầu giải quyết vấn đề, rồi các chị không lưu ý những chuyện này. Nếu như các chị thấy được cái chuyện này mà các chị trên cái siêu âm các chị thấy gợi ý những tính chất ác tính, các chị sẽ gửi đi làm F2
bé Mai thì các chị bé Mai mà nếu bản thân các chị làm bé Mai xong các chị sẽ ghi là bệnh nhân có tiềm năng chiếu xạ vùng đầu cổ, tuổi cực trẻ 14 tuổi và nam giới, và gần đây là bệnh nhân lớn nhanh dính chặt di động kém và có triệu chứng khó thở thành rồi. Thì lúc đó bác sĩ dễ mình sẽ chú ý tập trung tìm cho anh chị. Còn nếu anh chị hơi hơi đỡ cho trẻ bệnh lên thì không có sự hợp tác giữa nhà lâm sàng và cận lâm sàng thì các chị dễ bỏ sót. Và những cái xét nghiệm các chị nên làm trước khi làm em nay, một lát có cái sơ đồ cho anh chị thì các chị cho xem đánh giá, các chị đánh giá những cái chứng nhận ha, rồi các chị thử tê sắt. Nếu bình thường thì các chị bình thường hoặc là tăng thì các chị sẽ thử thêm FT4 trong TTPO, các chị xem cơ có suy giá hay không, có viêm giá Hashimoto hay không, và các chị cho làm em nay. Nếu như thứ nhất được sự âm gợi ý, nếu tê sắt thấp thì các chị làm thêm FT3, FT4 để xem bệnh nhân có cường giáp thực sự hay là cường giáp như nào, có cần hay không. Nếu cường giáp thực sự các chị làm thêm tấm thẻ gắn huyết, và các chị xạ hình của giáp đánh giá thử chân nóng hay là ngược lại, để lúc đó các chị sẽ quyết định làm FT3 hay không. Về siêu âm tuyến giáp thì cái này rất là dễ, rất là đơn giản, bệnh nhân không có tốn kém gì nhiều. Một cái xét nghiệm siêu âm giáp mà giá trị ví dụ tới 150.000 thôi thì sao rất nhanh, và nó tùy thuộc vào tay nghề của các cái thầy thuốc siêu âm đó. Và cái siêu âm giáp sẽ giúp phát hiện sờ thấy số lượng nhân giáp mà trên lâm sàng các chị không sờ thấy, và trên cái siêu âm đó những đứa nhà lâm sàng, những nhà siêu âm mà giỏi đó sẽ ghi nhận cho các chị những yếu tố, những tính chất gợi ý ung thư cho các anh chị, hay là những tính chất gợi ý là lành tính. Thì những hình ảnh gửi ung thư của nhân giáp trên siêu âm, các chị thấy là các nhà lâm sàng nhiều khi các chị thấy các bằng miệng ghi là nhân giáp một cái bên phía trái, một cái bên phía phải, kích thước bao nhiêu đó xong hết, trở lên cũng giáp ra nhân hết, thì các chị cũng phụ tịch này, đúng không? Thành ra hồi trước đây tôi có một cái ca và mời tôi đi hội chẩn vì là ca này cũng mất ba mấy tuổi mập phì, sau khi ổng làm FM hay xong thì anh bị xuất huyết và phù hết cái bộ phận này, và anh vô pha tầm á, lúc đó tôi cái đồng nghiệp mà bên cái phòng ai đó làm xong cái việc bị phù hết luôn đó, và cho nhập viện thì lúc đó tự đường ra cái hội hội chẩn, mời tôi đi hội chẩn gì lý do là tăng đường huyết thôi, chứ không có mời hội chẩn gì ví dụ mà tụ máu đó đâu. Thì sau khi tôi thấy một cái chuyện tụ máu nó sạc đó thì tôi mới viết một cái bài này. Thì sau đó tôi khuyến cáo trên hội trường để các đồng nghiệp xem những trường hợp chỉ định làm cái thằng này hay không. Cái ca đó cũng chắc hơi nhỏ xíu mà khoảng 7-8 ly, hoàn toàn không có tăng sinh mạch máu, không có quy mô hóa, không có đường đứng trước sau lớn, đường đứng ngang, không có gì hết. Vì các nghe có nhân viên các đồng nghiệp đem ra làm cái thằng này, và cuối cùng bệnh nhân đã xui là bị tụ máu rất nhiều, phù hết cả vùng cổ luôn. Thì khi bê vô trong nội trú nằm thì thử đường thấy đường tăng, cái mờ mà biết hội chẩn là gì để tăng đường huyết. Và tôi thấy cái chuyện đó thì tôi thấy cũng không hay lắm, cho nên tôi mới viết một cái bài này. Và sau đó tôi khuyến cáo trên cho các đồng nghiệp siêu âm cũng như là các đồng nghiệp ngoại khoa khi nào thì làm FA, và cũng khuyến cáo các đồng nghiệp làm siêu âm nên cho những tính chất khi làm siêu âm để giúp cho các đồng nghiệp lâm sàng các thầy thuốc chuyên khoa nội tiết có một cái chẩn đoán tương đối là dễ biết làm cái gì. Thì những tính chất gợi lý là ác tính là các chị sao thấy là echo siêu âm mà ghi là siêu âm giảm, và các chị đã làm một yếu tố ghi nhận rồi ha. Rồi có vi vơ hóa, có canxi này, đó ác tính. Và halo thì dày hoặc không đều hoặc là không có, bờ thì không đều, nếu lành tính thì bờ đều, halo thì rõ, mỏng nên tính lành tính. Và có tăng sinh mạch máu là người với ác tính, có hạch vùng năng và đất đơn máu, có nhiều năng có tăng sinh mạch máu mạnh. Rồi đây là cái những cái nghiên cứu mà các chị thấy người ta ghi nhận đường kính ngang, đường kính trước sau lớn hơn đường kính ngang, đó là anteroposterior trong về sở viết tắt chúng ta, đường kính trước sau trên đường kính ngang mà lớn hơn một, ví dụ như một cái nhân giáp là vậy đi, cái nhân giáp các chị sẽ thấy nhân giáp này, thì các chị thấy đây là cái đường kính ngang ha, và đường kính trước sau là cái sao này. Nếu như cái đường kính trước sau mà nó lớn hơn đường kính ngang là một cái yếu tố gợi ý, thì cái này là mình sẽ phải cho. Thì các chị thấy là nếu đường kính trước sau mà trên đường kính ngang lớn hơn một, từ một trở lên đó, thì yếu tố gợi ý tới 76%, tuy nhiên cũng 40% là lành tính. Và nếu có vi vô hóa nữa thì yếu tố gợi ý tính lên tới 72-2%, bờ không đều là 52-8%. Nếu mà tính chất nhân giáp này ghi là echo kém thì lên 86%, và có tăng sinh mạch máu trung nhân là 64-6%. Thì nếu mà đây là cái nghiên cứu là mình đã ghi nhận sau khi kết thúc nghiên cứu là đường kính trước sau trên đường kính ngang
lớn hơn 1/1 hoặc cộng thêm 1/2 các yếu tố sau này, ví dụ như vi mô hóa vừa không được cô kém, thì đây là những cái dấu chỉ điểm phải truy tìm ung thư giác, các chị đừng bỏ qua. Nếu các chị không biết những cái dấu chứng là các chị thấy vi nhẹ nhẹ, các chị nó hỏi cho thầy nó nhỏ hơn 1 cm không cần làm nhé, chừng 3 tháng sau quay lại ung thư giác thì bị căng mất rồi. Và đây là cái nhân giác mà trên 1 cm và dưới 1 cm thì ra đây là những cái nghiên cứu ở Ý là một nhân giác cũng khá nhiều, trên 7.000 nhân giác, và trong đó có nam giác vào khoảng 201 cái, và ép ngay là không có ung thư, không có ung thư gì hết. Thì người ta ghi nhận là nhân mà trên 1 cm á, thì tỷ lệ ác tính chiếm 10.5%, và nhân dưới 1 cm thì tỷ lệ ác tính vào khoảng 4.9%. Còn nếu có hạt di căn nữa thì tỷ lệ ác tính lên đến 23.6%. Và những trường hợp mà nang ca giác dạng nhú mà ở cái nang giác á chiếm đến 12.4%, nếu như nang này lớn hơn 3 cm và tái phát sau hút dịch, mà dịch là dịch máu, thì các chị phải lưu ý vẫn có thể là ung thư á. Và đây là những cái giá trị tiên đoán ác tính trên cái nhân giác, ví dụ như trên hình ảnh siêu âm á, các anh chị thấy là cái nhân giác lớn hơn 1 cm thì cái độ chuyên, độ nhạy mà gửi ác tính là 77 và 35, nhưng mà cái echo kém với lại cái bờ không đều, tôi thấy cũng có giá trị là echo kém đến 84% độ nhạy, và bờ không đều độ chuyên lên đến 84%, và nếu có môi hóa thì độ nhạy độ chuyên tăng lên trên 70%, và tăng sinh mạch máu cũng vậy. Còn riêng cái đường đứng trước sau lớn hơn trên đường đứng ngang lớn hơn 1 thì cái độ nhạy có đến 76% và độ chuyên là 60%. Thì cái tiêu chuẩn đề xuất á, là cái tiêu chuẩn của đường kính trước sau trên đường kính ngang mà lớn hơn 1 cộng với ít nhất 2 tiêu chuẩn nữa, hoặc là B hoặc là D á, thì cái độ nhạy có đến 99%. Còn nếu tiêu chuẩn B là echo kém mà cộng thêm 1 cái tiêu chuẩn từ một cái điểm trở lên, hoặc là C hoặc là E, thì các chị thấy độ nhạy lên đến 79% và độ chuyên là 64%. Thì đây là những cái slide mà tôi muốn minh họa cho anh chị, để các chị có những cái cảm nhận trong tổng khi các chị nhìn một cái nhân giác trên lâm sàng, hoặc là các chị sờ được một nhân giác trên lâm sàng, thì các chị sẽ có những cái việc sẽ làm gì, nên sẽ làm tăng sinh mạch máu trong nhân. Cái này là cái hình ảnh tấm đen tôi dùng, tôi cũng ghi nhận được từ các chị đó. Và đây là cái nhân cái đường kính trước sau lớn hơn 1, các chị thấy đường kính trước sau này lớn hơn cái đường kính ngang, các chị thấy. Và như vậy thì về những cái khuyến cáo mà theo các hiệp hội ACA hay là tức là hiệp hội thứ nhất Hoa Kỳ hay là hiệp hội thứ nhất châu Âu, thì người ta đối với những cái nhân đặc hay là thứ nhất đa nhân á, thì người ta lựa chọn, người ta thử á, ta được FP4-3 và FP4 nhiều hơn là FP4 còn phần. Cái lần trước mà tôi nói cái chuyên đề cường giáp, tôi còn hứa với các chị là tôi sẽ nói về cái lý do gì sao mà thử FP3-4 trong chuyên đề cường giáp tôi, mà trong quá trình theo dõi mà không thử FP4 này, tôi sẽ trả lời các chị cái phần đó. Về xạ hình tuyến giáp thì xạ hình tuyến giáp thì các chị khi mà các chị nghi ngờ thì cơ thể sắp thấp, thì các chị làm cái xạ hình tuyến giáp, các chị xem thử cơ thể mình nhân móng hay cả dưới nhân móng, các chị không cần làm ép ngay, còn nếu là nhân lập thì các chị nên tiến đến làm ép ngay. Thì cái xạ hình các chị cũng hơi cực, các chị gửi đi trung tâm này trung tâm nọ cũng khó, nhưng mà chỉ cần tôi thấy chỉ cần các chị khám lâm sàng mỗi lần được kỹ, và trên cái siêu âm các chị xem những tính chất của siêu âm và những tính chất nhân đó là cái gì, các chị sẽ quyết định làm cái này không. Đôi khi tôi cũng có làm cái xạ hình trừ những trường hợp từ tiếng lắm thì tôi mới làm thôi. Và đây là một cái nghiên cứu trên hơn 4.000 bệnh nhân có nhân giác, thì tất cả những bệnh nhân này được xạ hình và phẫu thuật hết. Người ta thấy ghi nhận bệnh nhân là chiếm 64% và nhân móng là 10%, nhân móng là 55%. Thì trong cái số mà nhân lành đó, người ta ghi nhận đến 16% là ung thư, còn lại nhân móng thì tỷ lệ nó thấp hơn. Và như vậy thì người ta lý giải là những trường hợp mà xạ hình và nhân lành thì các chị nên làm FA để thôi trừ ung thư hay không. Và khi nào thì gọi là nhân móng, các chị thấy nhân móng là cái hình ảnh mà nhân bắt sạc vùng xung quanh bắt sạc, còn ngược lại nhân lành, nhân thì không bắt sạc mà vùng xung quanh thì bắt sạc. Về FA thì khi mà các chị FA được ra đã được đưa vào sử dụng từ những thập niên 70, chúng ta là lâu lắm rồi. Và khi mà các chị sử dụng FA vậy, các chị sẽ làm giảm được hơn 50% những trường hợp mà phải mổ cắt bỏ tuyến giáp. Và như vậy các chị sẽ làm giảm được cái chi phí điều trị hơn 25%, giảm được số ngày nằm viện và giảm được cái chi phí mà phải đi vô nằm viện nữa. Và như vậy thì khi mà làm FA là mà nếu các chị làm đúng thì nó sẽ cho được chỉ định mổ đúng 20-30%. Còn nếu không thì các chị sẽ mổ như chỉ định đi, hoặc là thiếu chỉ định, thì thay gì
là chỉ định cần phải mổ thì lại không mổ, chỉ định chưa cần mổ thì các chị đã mổ rồi. Thì như vậy cái ép này sẽ cho những cái giá trị như vậy, và 70-80% còn lại có thể là không phẫu thuật. Tại vì ép này khi mà cho kết quả dương tính thì các chị có thể 5% là âm tính giả và có thể 5% là dương tính thật. Và chỉ định ép này đây là một cuốn cập nhật các chị cũng hay theo đây 6 mới đây, thì những trường hợp mà các anh chị siêu âm trên lâm sàng, các anh chị thấy nhiều tính chất nghi ngờ như là nãy giờ trình bày, thì các anh chị nên làm ép ở đây. Ví dụ như là nhân giáp đặt trên 1 cm, có quy vòng má, có tăng trên mạch máu, có đường kính trước sau lớn hơn đường kính ngang trên một vân vân, thì các anh chị nên cho làm ép ở đây. Hoặc là bệnh nhân này dưới cực trẻ cực già. À, rồi trên cái siêu âm thì có độ âm giảm, có quy mô hóa, các anh chị cũng nên làm với nguy cơ cao. Hoặc là những trường hợp mà các anh chị thấy là có hạch vùng, có dấu nghi ngờ là có xâm lớn trên siêu âm, hoặc là những trường hợp mà có quy mô hóa bờ bờ không đều cũng nên làm ép ở đây. Hoặc là những trường hợp mà giảm phản âm nhân đặt mà có giảm phản âm, hoặc là những trường hợp cái dạng bít là vừa tổng vừa nhân đặt vừa hóa lỏng, hoặc những trường hợp là dạng bọt á, sponsible. Còn những trường hợp mà cái hang giáp đơn thuần không thì không cần làm ép ở đây. Nếu như không có những cái tiêu chuẩn gợi ác tính tiềm ẩn trên lâm sàng, thì tiềm căn gia đình hay là những cái tính chất dân không có lớn lắm trên 3, trên 2, v.v. À, đây là cái sự cập nhật mới theo ADA, cái này là 2015. Thì những trường hợp nhân giáp trên 1 cm mà nghi ngờ cao trên siêu âm, các anh chị nên làm ép đây ha. Còn nhân trên 1.5 cm mà nghi ngờ hơi thấp, ví dụ như là chỉ có độ phản âm giảm về vậy thôi, trên 1.5 cm, hoặc là có vi mô hóa thì các anh chị cũng phải làm ép ở đây. Hoặc là trường hợp nhân trên 2 cm nhưng mà cái chuyện nghi ngờ nó sao thì cực kỳ là thấp, ví dụ như là cái nhân trên 2 cm bệnh nhân này là cực già nhưng mà trên xương thì cũng không thấy cái gì tính chất gợi ý, không có bờ rõ, cây khô thì cũng bình thường, không có gì, không có tăng sinh mạch máu, không có vi mô hóa, các anh chị phải làm ép này luôn. Còn những trường hợp mà ngoài những tiêu chuẩn này á, thì các anh chị không cần làm ép này. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp mà nhân giáp dưới 1 cm, các anh chị buộc phải làm ép này. Ví dụ như tôi nói là nhân đặt dưới 1 cm nhưng có vi mô hóa, có bờ không đều, có giảm phản âm, có tăng sinh mạch máu, vân vân, các anh chị phải làm ép này. Những trường hợp nhân giáp dưới 1 cm các anh chị không loại trừ được cả si mô hóa. Cái này bỏ thì các anh chị tôi đã tập những cái mới nhất rồi. Rồi, những trường hợp mà các chị làm ép này á, thì nó có thể là nó gây âm tính giả. Ví dụ như các chị lấy mẫu sai, các chị không thực hiện sinh thiết ép này dưới cái siêu âm, các chị sinh thiết mù thôi. Và những trường hợp mà nhân nhỏ không sợ được, như béo phì hay là cơ bộ kém phát triển, các chị sẽ lấy không đúng chỗ. Và mẫu ép này nè, được gọi là tối ưu á, các chị phải được gửi xem xét bởi chuyên gia tế bào học, là cái người đọc đó phải có trình độ về tế bào học, có kinh nghiệm, và các chị nên ghi những thông tin thêm vào lâm sàng như là tôi đã nói, ví dụ như bệnh nhân này trẻ tuổi, những 14 và 5 nữa, rồi tiền sản gia đình đã từng được chẩn đoán là có người bị ung thư tử tuyến giáp, rồi bây giờ nhân giáp lớn nhanh, nó thì nhân giáp nhanh có hàng tử, nhân chắc cứng và trên xương có nhiều yếu tố gợi ý. Ví dụ như ông tế bào học đâu có biết trên xương có cái gì đâu, các chị ghi là trên xương và nhân giáp lớn hơn 1 cm, nhân đặc bị vùng kém, có bị vòng má gợi ý ác tính vân vân. Ví dụ vậy thì cái ông này ông sẽ thấy là còn là những yếu tố gợi ý thôi, ông sẽ bày mẫu để tìm xem có đúng không được, cách kêu bạn có cách kêu khác xem. Và cái mẫu em này là phải đủ tối thiểu là dưới 6 nhóm tế bào biểu mô tính giác, và mỗi nhóm tế bào thì đã có ít nhất là 10 tế bào trong một nhóm đó thì đọc mới đủ. Còn nếu anh chị cắt ra chút xíu mà lấy được có khoảng 3-4 nhóm tế bào, và mỗi một nhóm tế bào có khoảng 4-5 tế bào thôi thì đọc không có đủ, và như vậy đó thì sẽ bỏ sót. Và khi trả lời các bạn tế bào học thì cái người giải phẫu bệnh đó phải mô tả trước và sau đó mới cho là kết quả. Còn thường thường các chị thấy là nhiều cái chuyên gia đọc ra cái dèo luôn, ra kết quả dèo của mình. Và kết quả tế bào học có khi đọc là không chẩn đoán được, là không chẩn đoán thì có khoảng 10-15%, ví dụ lấy không đủ, hoặc là để nó là lành tính thì chiếm 60-80%, thì trong đó thì lành tính có thể là dưới 5%, lành tính thì có thể âm tính giả, dương tính giả 5%, dương tính 5%. Và nếu mà trả lời tổn thương dạng nang thì tỷ lệ âm tính có thể là 15-20%.
5%. Còn nếu mà trên cái tế bào hồng đã là nghi ngờ thì cái này đang tăng cao, nó tính chiếm 50,5%. Còn nếu đã trả lời thực sự đã tính rồi thì chiếm tới 95%. Tuy nhiên thì tôi cũng biết có những trường hợp và những mình trả lời cũng nhầm đấy, nó là nhầm á, mà nhiều khi đè ra mổ rồi sau đó trả lời kết quả gì là lầm tính đó. Thì các chị phải thận trọng xem xét lại cái đầu hỏi là cái nhà tế bào hồng trước đó là kết luận là ác tính, thì phải mô tả cái sang thương nó như thế nào, có xâm lấn của bao, có này kia là nó chưa, và có phù hợp trên cái siêu âm cũng như lâm sàng các anh chị hay chưa. Và để mà làm ngày trước thì tôi cũng làm cái thằng này mà sư là phụ mình, và sau này tôi thấy cái đó tôi làm thì không có giá trị, tôi không làm nữa, và tôi gửi hoàn chỉnh theo thực hiện em này. Cái hướng dẫn sơ rất là chọc khúc tế bào bằng kim nhỏ đó, thì các anh chị nên chọc làm em này qua hướng dẫn siêu âm, và nên lấy nhiều mẫu ở nhiều khu vực của cái nhân đó, và nên lặp lại ép này qua hướng dẫn siêu âm cho những cái nhân giác mà bằng tính theo dõi. Ví dụ các anh chị kết quả lần này là bằng tính thì các anh chị thấy nghi ngờ cái nhân giác là cũng là trên 2 cm lớn hơn 2 cm nhân đặc và có bờ không rõ hay là có giảm, các anh chị nên theo dõi và khoảng 3-6 tháng các anh chị cho siêu âm lại, các anh chị đánh giá là nếu cần làm ép này được, đừng để sót tới cái bệnh thư. Và các chị phải chuẩn bị ít nhất là 6 năm thì mất tế bào và cố định ngay lập tức rồi gửi đến để vô bệnh để đọc. Thì cái này, cái slide này cho thấy là cái nghiên cứu ý cho thấy là nếu mà sinh thiết là cái thằng này dưới hướng dẫn của siêu âm thì cho thấy là nó chính xác hơn là làm cái này một không qua hướng dẫn siêu âm, chỉ vậy thôi. Do đó thì ngày nay đã có rất nhiều cái sự phát triển về siêu âm, về chuyên gia, về tế bào học, thì các chị đừng có gửi bệnh nhân đi làm cái ép này mù nữa, các chị nên gửi đến những cái đồng nghiệp có tay nghề cao và xin thiết dưới hướng dẫn của siêu âm, thì các chị mới lấy được những cái thông tin chính xác hơn và cái giá trị kết quả các chị sẽ chính xác hơn, các chị sẽ điều trị cho bệnh nhân hiệu quả hơn. Nhiều khi các chị sẽ thấy mù tăng thư mà ra bằng tính, các chị lại bỏ sót đi. Và những cái tai biến ép này thì rất là hiếm gặp, thường thường thì bệnh nhân chỉ có đau khó chịu một chút, 1-2 giờ sau khi làm cái tay thôi, và có thể nó có tụ máu một chút xíu, và có thể nó hơi sưng cái vùng chỗ mà anh chị làm cái tay, tỷ lệ nhiễm trùng thì rất là thấp và có thể có tạo nang. Thì tốt nhất á là các anh chị có thể có tụ máu 2 giờ sau là cuối tuần, thì sau khi làm xong các anh chị mới cho chèn đè cái tay vô đó, đè lâu chút để tầm máu, và tốt nhất các anh chị dùng cái kim là khoảng 2-3 kim nhỏ thôi để tránh cái tình trạng rơi vãi cái động thư. Và có khi làm thì bệnh nhân có bị sốc qua gan, thì những trường hợp đó các anh chị đa số khi làm thủ thuật các chị phải giải thích cho bệnh nhân yên tâm là làm cái này là làm cái gì, làm sao lấy như thế nào, rồi những cái ưu điểm đó làm sao, và có thể có những gì các anh chị giải thích cho bệnh nhân yên tâm để không có gây ra sốc qua gan. Và cái chuyện liệt thần kinh hoạt được thì rất là ít, chỉ có 4 ca thôi, 1000 ca là chiếm 0.036% thôi. Và có thể cái ép này có thể gây rơi vãi tế bào ung thư, thì trên toàn thế giới có 12 ca ghi nhận được. Và do đó người ta khuyên là dùng cái kim nhỏ, kim lớn hơn gan ta, tốt nhất là kim nặng phải 2 lần. Như vậy các chị nghe được không? Các chị có làm ép này, các chị cũng chọn lựa kim, các chị giải thích với bệnh nhân, các chị chuẩn bị lam, và các chị làm với hướng dẫn của siêu âm, rồi các chị gửi đi nhà để bệnh đọc, các chị sẽ ghi nhận lâm sàng có cái gì, siêu âm có cái gì, để cho bệnh tiền căn cho mình có cái gì, để cho cái nhà cái bệnh học đọc có những cái tiêu chuẩn gửi đến người ta sẽ mày mò và tìm cho các chị xem là có bỏ sót được thư hay không. Và ở những trường hợp mà nó bị tai biến như vậy thì rất, mặc dù là rất là ít, nhưng mà nếu có thì các chị sau khi tinh thiết xong thì các chị nên đè trực tiếp vào cái chỗ sinh thiết để làm giảm cái chuyện tụ máu như là tầm máu, và phải vô trùng kỹ chỗ tiêm chích để tránh nhiễm trùng. Thì các chị biết là vấn đề về vô trùng chứ là sơ mai rủi này, gặp nhiều điều dưỡng kỹ thì sơ vô trùng kỹ, nhiều người mà làm kỹ thì sẽ nguy cơ nhiễm trùng. Và tôi đã từng đi lấy máu, tôi đi là đi khám nhân thọ của bảo hiểm y tế, tôi đi nơi khác thì các anh chị ra viện dưỡng lấy máu tôi, và tôi nói tôi là bác sĩ chứ đỡ mà là tôi là bác sĩ, mà sát trùng rất là kinh khủng luôn á, rất là kinh khủng. Và cái chà gì cũng còn chà tới cả tôi chà tới luôn, xong chà lại nữa cũng mấy môn ngọt đó, mà đem cái dơ vô chỗ lấy máu tôi nói ủa em đang cho xin mấy môn ngọt đó không, chứ là không cho. Mà may là mình là bác sĩ từ cái bệnh viện chuyển qua bảo hiểm giới thiệu qua mua đó, tôi cũng giận lắm, tôi nói em cho chị xin thêm miếng con gò nữa, cuối cùng không chờ luôn. Xác trùng rất là ghê, mà huống chi cái này là một cái trường hợp là thủ thuật nên các anh chị nghe xong các chị về sẽ xem điều dưỡng chỗ mình nó lấy máu tiêm chích cho bệnh nhân như thế nào, thôi xưa đây rồi thôi. Và nếu như có lỡ tầm máu tụ máu gì đó thì chườm đá hoặc là dùng thuốc giảm đau, và trong những trường hợp nam giáp
thì không nên sinh huyết quá nhiều lần thì nó sẽ làm rỉ dịch vào cái mô đó. Và các anh chị một lần nữa thì cho bệnh nhân sinh huyết một siêu nhỏ và để tránh rơi vào tế bào thừa huyết xung đó là ung thư. Về CT scanner cũng như là MRI thì cũng thường không làm, thì lý tưởng là để phát hiện những trường hợp cú sơ sớm, những trường hợp này sẽ đánh giá được cái vị trí kích thước cũng là cái nhận xét. Còn về CT thì cũng không có được làm. Vì vậy một cái sơ đồ mà được cập nhật mới nhất năm 2016 thì các anh chị đứng trước một trường hợp nhận xét, đứng trước một trường hợp nhận xét thì các anh chị sẽ phải thử DSMAX. Thì để đỡ mất thì cái nhân giác dù khám lâm sàng được giác thôi, các chị thử cũng sẽ sẵn cái T3 cho đúng không ạ? Để khi các chị thử đến sắp cái thấy cái tóc thấp, các chị cho là cái T3 cho 4 nó phải căng láng đúng không? Thì các chị làm xã hình. Nếu trường hợp mà tế sắc bình thường hoặc cao, các chị thử thì T4 hay T4 để siêu xem cho cái này là có suy giác hay không. Tế sắc tăng này, nếu T4 bình thường là suy giác yếu lâm sàng, còn nếu T4 tăng là suy giác nguyên phát. Và khi mà suy giác nguyên phát, các chị nên làm cho anh video trước tôi có nói chuyên đề suy giác. Nếu tế sắc bình thường hoặc tăng, tức là bạn ST4 bình thường là suy giác yếu lâm sàng, thì ở cái mức độ từ 4 đến trên 4, các chị đã phải làm kháng thể anh video, kháng thể kháng các anh chị làm cái antidebo, các anh chị xem nó có phải là viêm giác Hashimoto. Nếu mà antidebo tăng thì coi chừng là viêm giác Hashimoto, thì trước sau gì nó cũng là suy giác. Rồi nếu cái sắc thấp, các anh chị thử ST4, ST3, ST4 xem có cường giác hay không. Và nếu cường giác thì nguyên nhân có thể là bệnh tự miễn do Basdo không, thì các anh chị thử thêm các thể gắn rác. Nếu các thể gắn rác có thể dương tính trong Basdo khoảng 75-80% trường hợp, 85% trường hợp, tức là có khoảng 15% âm tính. Thì như vậy trong trường hợp Basdo mà các thể gắn âm tính thì nó có thể là âm tính khoảng 10-15% trường hợp, các điều vẫn không loại Basdo đúng không ạ? Và khi mà các chị chia tiếp nhân giác dưới 1 cm hoặc là làm một cái nang giác đơn thuần thôi mà dưới 1, các chị đóng cần làm gì, các chị theo dõi không có đè ra làm em ngay cho này ha, không làm. Và nếu như mà cái nhân giác trên 1 cm mình focus lại, nếu như trên siêu âm mà nghi ngờ cao thì các chị nên làm em ngay, hoặc là trên 1 có 5 cm nghi ngờ thấp, hoặc là trên 2 cm mà nghi ngờ rất thấp, các chị phải làm em ngay rồi đúng chưa? Các chị đã làm cái này rồi. Và nếu như kết quả mà trả lời là lành tính thì các chị theo dõi. Còn nếu kết quả em đang trả lời là dạ nang không xác định, hoặc là cái này ở phía sau có ghi cái từ cho các chị, hoặc là những trường hợp mà nang mà không điển hình, hoặc là những trường hợp mà nghi ngờ hoặc là ác tính thì các chị phải theo dõi nè, làm cái này. Và hoặc là nghi ngờ ác tính thì các chị có thể phẫu thuật hoặc là theo dõi đó, hoặc là phẫu thuật hoặc theo dõi. Và nếu các nang trả lời ác tính thì nên phẫu thuật luôn, không có theo dõi nữa. Còn trong trường hợp mà tế sắc thấp thì các chị nên là trả hình, thực ra trong trường hợp lâm sàng tôi làm luôn cái S34 thì các lá thôi. Nếu như nó thường giảm cái lâm sàng thì có thể tôi làm xạ hình. Nếu như xạ hình đó mà nhân tống thì tôi theo dõi thôi, hoặc là tùy theo mà có thể phẫu thuật ở đây rồi. Và nếu là nhân tống thì tôi sẽ phải làm giác này để xem có ung thư không. Rồi đây cái chữ viết tắt là chữ plus, đó là viết sẽ nó cho phía sau đó anh. Em đây là cái hệ tâm sinh nhận nang hoặc là nghi ngờ. Trong những trường hợp có một số trường hợp nhân giác dưới 1 cm vẫn phải cần làm em đây như là tôi đã nói. Và như vậy thì sau khi mà các chị tiếp cận cái nhân giác rồi, các chị làm gì, hỏi bệnh sử, khám lâm sàng, siêu âm, các chị đánh giá, gợi ý những tính chất ung thư hay là lành tính thì các chị đã có hướng xử lý qua cái bản cái lưu đồ vừa rồi. Thì như vậy nếu theo cái khuyến cáo của hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Mỹ hay là hiệp hội tiết giác châu Âu, thì điều trị nhân giác thì số 1 là phẫu thuật. Tùy ha, nếu lớn thì chị phẫu thuật, và còn nghi ngờ nhân giác là ung thư thì phẫu thuật. Hoặc là anh chị có thể làm ý giác đồng vị phóng xạ. Tuy nhiên cái ý giác đồng vị phóng xạ này á thì có thể làm giảm được thể tích nhân giác khoảng 40% trong cái năm đầu, nhưng mà tỷ lệ suy giác thì sẽ gia tăng theo năm sau đó, các chị phải buồn một con giác. Nói gì chứ gửi bệnh nhân là đi làm giác đồng vị phóng xạ cũng nhiều khê lắm, thành ra các chị cứ lựa chọn. Và tùy theo ở các nước châu Âu đã thích làm này lắm. Và thứ ba là hormone giác thì không khuyến cáo. Ví dụ các chị dùng levothyrox, các chị cho uống thì thực ra thì nó có thể ức chế tế sắc làm giảm kích thích tuyến giác, nhưng các chị khuyến cáo chị cho những bệnh nhân trẻ nhân giác nhỏ thôi, và cái vùng thiếu gió để làm giảm thể tích nhân giác chỉ có khoảng 15% trong 9 tháng thôi, nhưng mà nguy cơ có thể nguy cơ dẫn đến cường giác
các vị thành trọng tư cũng chẳng điều trị gì những trường hợp này, nhân giác tôi cũng không gì lý do anh cần. Nhiều khi tôi thử ra một cái nhân giác của đồng nghiệp tôi ha, tôi thử ra nhân mới có thôi, cũng kêu tôi tháng mới có nhiều xíu là bệnh nhân này thì hơi lớn lớn tuổi một chút, thì tôi thử ra cái sắc bình thường, cái ba của mình thường tôi cho uống thử mới có 3 tháng mà nhiều trường nhé, thành ra tôi muốn hạn chế sử dụng nên các chị nghe rồi đó. Trong trường hợp mà nhân giác không có cường giác á, thì các chị sử dụng thứ nhất cũng là liều thấp, rồi các chị đi phẫu thuật thì các chị phải dùng từ những cái nhát tổng hợp liều thấp hơn, hay gì cường nhát ba cơn các chị đánh liều tấn công là 4 viên tinosol 10 mg hoặc là 6 viên btu hoặc là 6 viên neomatano, thì các trường hợp như là cường nhát cho bệnh nhân nhân nhát này không phải là bệnh từ nghỉ đó, các chị dùng liều thấp lên có thể 2-3 viên một ngày thôi, và hoặc là các chị có thể sau khi mình nhát rồi các chị có thể dùng nhất là liều phóng xạ các cái điều trị, tuy nhiên thì nó bị đánh bại đến 20% và sau đó thì suy giáp mỗi mỗi năm 3% và tăng lên 64% đến 24 năm, những trường hợp này các chị phải buồn quanh giáp sau khi làm giáp phóng xạ. Hoặc là sau khi bệnh giáp rồi thì các chị phẫu thuật, thì phẫu thuật thì tình trạng không thất bại chỉ có dưới 1% thôi, trong trường hợp là các chị cắt giáp tròn hoặc là đường tròn, và cái ngày mà các chị phẫu thuật thì các chị đương thứ nhất cũng hợp ngày phẫu thuật, và sau khi phẫu thuật thì các chị theo dõi lấy sắt FT4 sau đó mỗi 4-6 tuần để các chị xem có suy giáp hay không, và các chị bù một con giáp. Như vậy cái phần trình bày của tôi kết luận để tóm tắt lại cái phần trình bày thì phần kết luận là trước một cú nhân nhân thì các chị phải hỏi kỹ bệnh sử ha, khám lâm sàng và xem các cái điều kiện tổng lâm sàng để có hướng xử lý thích hợp, và đặc biệt là những tính chất nhân tương siêu âm để coi xem đó là lành tính hay ác tính, sau đó các chị xem cái chỉ định là có nên làm cái này không, nó có những chỉ định đó, và khi các chị làm FA rồi thì các chị phải phối hợp chặt chẽ với lại các nhà ngoại khoa cũng như là nhà giải phẫu bệnh để tránh bỏ sót những tình trạng ung thư giáp. Trường hợp nhân móng và đa giáp ung thư các chị không làm cái này không cần làm, và nếu mà các chị dẫn bé là viêm giáp sâu tôi các chị đâu cần phẫu thuật làm gì đúng không ạ, và đấy là trong trường hợp mà test sắc bình thường còn tăng FT4 giảm và các chị chẩn đoán là suy giáp dưới lâm sàng hoặc suy giáp thứ phát, các chị thử FT4 tăng nữa thì các chị gửi một cái viêm giáp hắc sâu tô thì các chị đâu cần phẫu thuật. Đây là những trường hợp mà trước đây tôi phải thay đổi rất nhiều cho các nhà ngoại khoa và những người đi hội đồng, các chị chẩn đoán là cường giáp rồi các chị gửi đi nội tiết hỏi ý kiến mổ thì nội tiết là cần viêm giáp sâu tô, không cho mổ thì giận giận các chị mổ xong rồi thúc đẩy suy giáp nhanh hơn không, khi mà viêm giáp Hashimoto về lâu về dài nó dẫn đến suy giáp, khi mà điện từ từ quyển của viêm giáp Hashimoto nó phá hủy hoàn toàn của viêm giáp thì lúc đó bệnh nhân sẽ suy giáp và viêm giáp sẽ nhỏ lại sau tuần mổ. Đây là cái cao lâm sàng, bệnh nhân nữ 45 tuổi hoàn toàn không có tiền căn gia đình bệnh giáp gì hết, khi sơ tuyến giáp thì ghi nhận một nhân giáp nhỏ dưới 8 ly tức là dưới 1 cm và bờ thì đều không có bôi hóa, không tăng sinh mạch máu. Lâm sàng thì đương nhiên là không sờ được nhân giáp tốt rồi, và chức năng tuyến giáp thì ghi nhận một DSH FT3-4 là bình thường, đây là một cái nhân bố giáp nhân nhỏ và bình giáp, không có yếu tố tùy ung thư nên sao các anh chị có làm cái này không ạ? Không cần làm ha, thì các anh chị cũng nắm rất là dễ, không cần làm cái này và mình theo dõi, ví dụ là cái nhận ra của tôi đó, nhận ra của tôi là quan trọng không có tính chất gì gợi ý hết. Đây là một bệnh nhân nam ha, nam là yếu tố gợi ý rồi không, 17 tuổi cũng khá là trẻ, cha chết vì ung thư giáp di căn, siêu âm tuyến giáp thì có một nhân đặc lớn hơn 1 cm, một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố như tương tự đó, bốn yếu tố trên một cm, bốn yếu tố rồi bờ không đều là 5 lần, tả ăn kém là 6 mà có bôi hóa và tăng sinh mạch quá nhiều tố người ung thư trên một cái bệnh nhân nam giới, rồi lâm sàng bây giờ một nhân chất chỉ đồng kém nữa và tế sắc giảm, trong trường hợp tế sắc giảm là tôi được dùng các điện hàm xạ hình xem là nên nghe nóng, tôi cũng không cần làm xạ hình luôn, và tôi thử FT4, FT3, tế sắc xem FT4, FT3 như tế sắc là giảm rồi, tôi xem có cường giảm hay không, nếu cường giảm tôi làm tháng này tháng khác coi có 3 đôi không, tôi điều trị cường giảm này và tôi làm FT ngay lập tức, nếu như mà có nếu như tế sắc thấp FT4 ta bình thường thì là cường giảm chứ lâm sàng tôi làm FT được, còn nếu tế sắc thấp FT4, FT3 tăng căng thể căng lát bình thường đi, căng lát bình thường đi thì tức là cường nhất thực sự thì tôi điều trị bình nhất cái đi rồi tôi làm cái này phải không ạ? Thì siêu âm này là rồi không cần làm, xạ hình tôi cũng cần làm luôn đúng không? Các chị làm rất là đơn giản như vậy. Và đây là một nhân nữ 38 tuổi, một nhân giáp thì phải sờ được tức là trên 1 cm rồi, mật độ vừa không dính, tiền căng
tiền căn bản thân gia đình không có bệnh lý ác tính gì hết, tế sắc cái tôi muốn bình thường thì hướng xử lý như thế nào? Cái ca này vậy thì tôi chụp cái hình xong rồi tôi bỏ cho cái slide sau, nhưng mà tôi tiếc là không mở được. Thì đây là cái hình mà tôi gửi, cái này là bệnh nhân đến với tôi, cái bệnh sử như vậy. Thì kết quả thì các bác sĩ này ghi nhận là vì phải to nửa trên có nhân echo hỗn hợp đặc và nang. Và nãy mà nói là cái hỗn hợp đặc và nang thì cũng lời ý tính chứ không bỏ đâu nha, giới hạn rõ đường kính là 32/17. Thì các chị thấy là cái nang giáp về người nam người đặc ha, và kích thước khá to, không vôi hóa, không tăng sinh mạch máu, đúng không ạ? Thì trái mặt trước nửa dưới có một cái nhân không có vôi hóa, không tăng sinh mạch máu. Cái thuyền trái thì cái nhân này không có gợi ý gì hết, đúng không? Nhỏ dưới 1 cm, không có vôi hóa, không tăng sinh mạch máu, nhưng mà nó có đặc tính là echo kém, bờ không đều. Nó có hai tính chất tự nhân thuyền trái này. Trên cái thuyền phải thì hỗn hợp đặc kích thước to, chỉ có vậy thôi. Thì bác sĩ này trả lời là theo dõi PTC thuyền trái, tức là Papillary Thyroid Carcinoma, tức là ung thư giáp dạ nhú, giống nó luôn, ung thư giáp dạ nhú. Thì các chị làm gì ca này? 38 tuổi, năm thì ngay đừng có gì hết. Thì sau đó thì tôi nhìn cái này thì siêu âm thì không nên đọc ung thư, gợi ý là nên làm ép nay đi, ca này phải làm ép nay. Và chức năng thứ nhất thì bình thường, phải làm ép nay. Thì tôi gợi ý cho một bác sĩ, một đồng nghiệp rất là cứng tay nghề. Thì tôi tiếc là cái hình đó tôi chụp cho là tôi xem hôm nay thì lại không mở được cho anh chị. Thì đồng nghiệp của tôi rất là cứng cựa và siêu âm lại thì tính chất không có ghê gớm như cô này mô tả, và họ đào luôn cái ép nay luôn, chụp hình ép nay cho anh chị luôn, làm hai nơi luôn, tức là nhân giá và cái nay ép luôn, thì kết quả là lạc tình. Cô là tỉnh và cô rất mừng, cô là người tương lai. Thì mới đầu nhìn cái đó thì bác sĩ giải thích là mình uống tá quả lắm, mặt mình sạch quét hết rồi. Tới tôi thì nó không được tình, để tôi gửi cho một đồng nghiệp rất là chuyên ngành về ung thư và sẽ xin thiết là làm cái tay qua hướng dẫn siêu âm luôn. Thì kết quả cũng rất là may mắn là cô này cũng làm rất là kỹ và đặt rất nhiều nhá như vậy, và cô quẻ lấy hình rồi kết quả trả lời là hoàn toàn là tính và dịch hay là đặc tính thôi. Thì tôi hẹn ca này tái khám lại thì sau đó có thể là một cuộc gọi là cái đầu tiên phần mình bài chưa đây là hết.